tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Nếu không có mẹ, con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Sẽ không có nề có nếp, dù đặt mình lên cái chỗ đồ xôi. Cái máy tính mà con thu âm mấy bài đầu, mẹ đổ bằng nhiều người đổ mồ hôi. Giờ con đã đi làm và con kiếm tiền về, mẹ chỉ cần ngồi đó mà xơi. Ôi những ngày sáng mét, gió liêu siêu dáng mẹ gầy xo. Có khi mẹ ngất giữa đường, vì cả ngày chẳng có gì no. Mẹ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu cũng chỉ vì lo. Giờ con đeo túi to te đi mua cho mẹ cái túi Dior. Tiếng nói đầu tiên là do ai dạy, nét chữ đầu tiên là tay ai cầm, sai lầm đầu tiên là nhờ ai sửa, vấp ngã đầu đời là được ai nâng. Bài hát hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng hè. Những ngày dài nhất trần đời là mẹ đi chợ xa chưa thấy về. Thức ăn ngon nhất trần đời là cơm bếp củi mẹ nấu son gan. Bước ra đời là hôm nay bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan. Bước ra đời là hôm nay bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan. Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà, sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời. Mặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi, rời xa mái nhà đừng hòng còn ai nuông chiều. Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà, sẽ phải nếm rất nhiều mặn ngọt cay chua đắng. Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình, để đấy mà cây là mẹ cho ăn đòn. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Con đã kiếm được tiền từ hình ảnh, kiếm được tiền từ âm thanh, tất cả đều do cha sinh mẹ đẻ, dù không phải thế việc hay châm anh. Người hâm mộ đợi con từ đồng khởi, xếp hàng dài đến hết đường ký con. Xin chào ký con rất quý họ và cũng hy vọng là họ được quý con. Tiền của con không có cần phải rửa, nó cũng chỉ ám mùi mồ hôi. Mẹ yên tâm, con là công dân tốt, đóng thuế đều và chỉ có đủ mà thôi. Nhà con phiêu ở nhiều phương diện, tiền con kiếm là tiền lương thiện, đem sức lực ra làm phương tiện. Sống phải đẹp như là hoa hậu, dù không cần thiết được tặng vương miện. Con cha giống mẹ nên là con hiền khô, lao vào đời không làm mẹ thêm phiền lo. Bỏ qua giờ biểu không cho cơm no, mang về cho mẹ toàn tiền thơm tiền tho. Mẹ là mẹ của con, con là của mọi người, lên sân khấu làm mọi người vui, về nhà làm cho mẹ cười. Vì thời gian nó thật là tàn khốc nên con thấy mình càng ngày càng non gan. Bao nhiêu tiền mua lại được một ngày mà con còn ngồi vừa lọt cái son gan. Muốn được nghe tiếng mẹ mắng mỗi ngày để con thấy mình còn chưa được khôn ngoan. Con trai mẹ chỉ là người phục vụ, nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng, như một bà hoàng. Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa.